Let's Chuối Shop xin chào anh em. Shop đã thực hiện một video test âm còi Denso. Nhưng do nhiều anh em có nhu cầu so sánh với còi Pod nên trong hôm nay Shop sẽ thực hiện test lại với hai hãng, cả còi đĩa và còi sên. Vỏ hộp của Pod và Denso có thay đổi theo từng năm. Trong video là mẫu sản xuất năm 2021. Về hình thức hộp thì hộp của Pod dày dặn, cứng cáp, trong khi hộp Denso khá mỏng và oẹp bẹp. Còi Pod hiện chỉ có còi sên với loại 2 rắc màu cam và loại 1 rắc màu đen, trong khi Denso đa dạng hơn với cả còi đĩa và còi sên đều màu đen. Denso có đưa ra tùy chọn cho mua thêm rắc cắm và pad chữ L. So với Pod thì còi sên Denso cao hơn, miệng lỗ thoát tiếng cũng lớn hơn. Trong video, Shop sẽ quay chi tiết cả 4 mẫu còi đang bán vào thời điểm 2021. Trên thị trường, đúng là đã có xuất hiện hàng nhái của Denso. Dựa trên thiết kế cũng là một cơ sở tốt để phân biệt. Anh em lưu ý, đây chỉ là một cơ sở chứ không phải luôn luôn chính xác. Hãng đôi khi cũng có thay đổi một vài chi tiết trên sản phẩm theo từng lô hoặc từng năm. Giá còi chính hãng ở tầm 200-250.000 cho một cặp, không phải là đắt. Anh em cứ chọn các cơ sở uy tín để mua, không nên ham rẻ. Với còi Pod thì hãng có dán tem QR check code trên hộp. Anh em có thể thực hiện quét mã và kiểm tra. Có một vài thông tin về sản phẩm khác có thể anh em quan tâm. Còi Pod được sản xuất tại Trung Quốc, còn Denso sản xuất tại Indo. Cường độ âm thanh đo bằng thông số decibel. Còi đĩa Denso là 111, còi sên là 110. Với Pod thì hãng cho ra con số nằm trong khoảng 105 đến 118. Độ to của còi trong thực tế không chỉ phụ thuộc vào cường độ âm thanh mà còn phụ thuộc vào tần số. Âm thấp của Pod có tần số 410Hz, còn âm cao là 510Hz. Với Denso thì hãng không cung cấp thông số này. Chúng ta chuyển qua test âm thanh của còi. Ngoài cường độ âm, tần số thì âm sắc cũng là một yếu tố anh em quan tâm hàng đầu. Tiếng còi hay hoặc dở chính là do âm sắc của còi tạo ra. Trong video, còi bên trái là còi âm thấp, bên phải là âm cao. Shop sẽ test lần lượt tiếng hai còi cùng lúc, riêng âm thấp rồi đến riêng âm cao. Để thuận tiện cho việc thu âm và quay video, Shop sẽ xoay còi ra phía trước. Nhưng khi lắp đặt, anh em luôn phải đặt lỗ thoát tiếng của còi sên úp xuống. Đầu tiên là còi sên Pod 2 rắc. Anh còi em với, mấy tiếng ạ? Cả hai còi. Còi âm thấp. Còi đi anh. Còi âm cao. Tiếp tục với còi sên Pod 1 rắc. Tiếp tục với còi sên Denso. Còi ơi. Còi ơi. Còi
cuối cùng là còi đĩa Denso. Còi anh ơi. Về độ to âm thanh thì còi Denso sẽ to hơn so với còi Pod. Về âm sắc thì mang tính chủ quan của mỗi cá nhân, nhưng theo đánh giá của shop và đa số khách hàng thì âm sắc của còi Denso hay hơn. Các vấn đề liên quan đến lắp đặt shop sẽ thực hiện trong một video khác. Let's Chuối Shop xin cảm ơn sự theo dõi của anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của shop.